các loại nước uống vào buổi tối giúp giảm cân nhanh chóng. Một, nước ép dưa chuột. Trung bình trong một quả dưa chuột, 52 ria giờ chỉ chứa 8 calo, không một ria giờ chất béo nhưng có nhiều chất xơ và nước. Chính vì vậy, bạn hãy uống nước ép dưa chuột trước giờ đi ngủ giúp thúc đẩy hoạt động trao đổi chất và đốt cháy calo, duy trì cảm giác no lâu giúp hạn chế việc ăn đêm. 2. Nước gừng. Trong thành phần dinh dưỡng của nước gừng có chứa hàm lượng gingerol, trong gừng có thể giúp gia tăng nồng độ pH của dạ dày, điều chỉnh lượng đường trong máu và nồng độ cholesterol, từ đó giảm cảm giác thèm ăn, rất tốt cho những ai muốn giảm cân nhanh. 3. Trà quế. Nếu bạn muốn giảm cân nhanh thì đừng bỏ qua trà quế, bởi vì thay vì tiêu thụ các đồ ăn có quế, uống trà quế sau bữa ăn tối sẽ giúp bạn giảm cân nhờ khả năng tăng cường sự trao đổi chất và tiêu hóa thức ăn của nó. Đặc tính của quế là chống oxy hóa và kháng sinh, giảm hiện tượng đầy hơi, giải độc. Đồng thời, trà quế giúp bạn thúc đẩy tiêu hóa, giảm cân nhanh hơn rất nhiều. 4. Nước chanh. Trong thành phần của nước chanh chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe, bởi nước chanh được biết đến là thức uống giảm cân hoàn hảo của nhiều chị em. Đồng thời, khi bạn uống nước chanh giúp cung cấp vitamin C, hỗ trợ đốt cháy chất béo ở cấp độ tế bào, giảm mỡ bụng và không gây tăng cân trở lại. 5. Hãy bấm like và theo dõi Nguyễn Huy để bổ sung thêm những kiến thức sống trẻ, khỏe, đẹp. Bấm chia sẻ video để lưu lại và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.